Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 23 tháng 10 và rạng sáng ngày 24 tháng 10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên báo điện tử VTC News. Lịch thi đấu Champions League ngày 23 tháng 10 -23h45, Atalanta vs Celtic ngày 23 tháng 10 -23h45, Vitz vs Leverkusen ngày 24 tháng 12 giờ, Manchester City vs Sparta Prague ngày 24 tháng 12 giờ, RB Leipzig vs Liverpool ngày 24 tháng 12 giờ, RB Salzburg vs Dinamo Zagreb ngày 24 tháng 12 giờ, Young Boys vs Inter ngày 24 tháng 12 giờ, Barcelona vs Munich ngày 24 tháng 12 giờ, Atletico vs Lille ngày 24 tháng 12 giờ, Benfica vs Feyenoord. Lịch thi đấu Europa League ngày 23 tháng 10 21h30, SC Braga vs Bodo Glimt ngày 23 tháng 10 21h30, Galatasaray vs Elfsborg. Lịch thi đấu U17 Euro ngày 23 tháng 10 18 giờ, U17 Montenegro vs U17 Israel ngày 23 tháng 10 20 giờ, U17 Thụy Sĩ vs U17 Moldova. Lịch thi đấu AFC Champions League ngày 23 tháng 10 17 giờ, Ulsan Hyundai vs Vissel Kobe ngày 23 tháng 10 19 giờ, Shanghai Sun Hoa vs Kawasaki Frontale. Lịch thi đấu AFC Champions League 2 ngày 23 tháng 10 17 giờ, Sanfrecce Hiroshima vs Sydney FC ngày 23 tháng 10 19 giờ, Selangor vs Zeonbuk FC ngày 23 tháng 10 19 giờ, Mường Thong United vs Cebu FC ngày 23 tháng 10 21 giờ, Raveheten Kulob vs Chester FC ngày 23 tháng 10 23 giờ, Anhusen SC vs Nasab Kasi ngày 23 tháng 10 23 giờ, Sabah Anali Dubai FC vs Kuwait SC ngày 24 tháng 11 giờ, Anqua Anzoia vs Al Khalidiya ngày 24 tháng 11 giờ, Al Taoun vs Antin Asaya. Lịch thi đấu hạng nhất Anh ngày 24 tháng 11 giờ 45, Blackburn Rovers vs West Brom ngày 24 tháng 11 giờ 45, Luton Town vs Sunderland ngày 24 tháng 11 giờ 45, Hull City vs Burnley ngày 24 tháng 11 giờ 45, Newell vs Plymouth Argyle ngày 24 tháng 12 giờ, Middlesbrough vs Sheffield United. Lịch thi đấu Copa Sudamericana ngày 24 tháng 10 5 giờ, Cruzeiro vs Rangers. Lịch thi đấu J-League 1 ngày 23 tháng 10 17 giờ, Albirex Niigata vs Tokyo Verdy ngày 23 tháng 10 17 giờ, Gamba Osaka vs Nagoya Grampus Eight ngày 23 tháng 10 17h30, Urawa Red Diamond vs Kashiwa Reysol. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Indonesia ngày 23 tháng 10 15h30, Madura United vs PSIS Semarang ngày 23 tháng 10 19 giờ, Persebaya Surabaya vs PSM Makassar. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Bulgaria ngày 23 tháng 10 21h30, Spartak Varna vs Lokomotiv Plovdiv. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Armenia ngày 23 tháng 10 19 giờ, Gandaza vs FC Alaskut ngày 23 tháng 10 21 giờ, BKMA vs Phoenix. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Campuchia ngày 23 tháng 10 18 giờ, National Police Commissary vs Phnom Penh ngày 23 tháng 10 18 giờ, Visakha FC vs Kirivong Sokshan Chay. Lịch thi đấu cúp QZ Cyprus ngày 23 tháng 10 23 giờ, Hockenheimer Italia vs Omonia 29 Mayo ngày 23 tháng 10 23 giờ, Kamiatiser Pano Palemidian vs Aya Napa. Lịch thi đấu cúp QZ Séc ngày 23 tháng 10 20 giờ, SK Horovice vs Dukla Praha. Lịch thi đấu cúp QZ Đan Mạch ngày 23 tháng 10 20 giờ, Brøndby vs FC Nordhallen. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Ba Lan ngày 23 tháng 10 -23h30, Slavia vs Sturm Liêu. Lịch thi đấu hạng 2 Tây Ban Nha ngày 24 tháng 10 0 giờ, CD Elden vs Real Saragossa ngày 24 tháng 10 0 giờ, Eibar vs Cadiz ngày 24 tháng 12 giờ, Cartagena vs Elche ngày 24 tháng 12 giờ, Racing Santander vs Cordoba. Lịch thi đấu cúp QZ Argentina ngày 24 tháng 17 giờ 10, Boca Junior vs Gimnasia LP. Lịch thi đấu cúp QZ Chile ngày 24 tháng 10 5 giờ, Puerto Mon vs Atletico Nablen. Lịch thi đấu cúp QZ Colombia ngày 24 tháng 17 giờ, Deportivo Cali vs America de Cali. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Mexico ngày 24 tháng 18 giờ, Cruz Azul vs FC Juarez ngày 24 tháng 18 giờ, Monte vs Puma ngày 24 tháng 10 10 giờ, León vs Atlas ngày 24 tháng 10 10 giờ 5.
Tijuana vs CF America. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Peru, ngày 24 tháng 13 giờ 15, Asociación Deportiva Tama vs Union Comercio, ngày 24 tháng 10 5 giờ 30, Cienciano vs Alianza Atletico, ngày 24 tháng 18 giờ, Carlos A. Manucci vs Cusco FC, ngày 24 tháng 18 giờ 30, Sporting Cristal vs Universitario de Deportes. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất lịch thi đấu trực tiếp thể thao hôm nay 23 tháng 10 và rạng sáng ngày 24 tháng 10, bao gồm các giải đấu lớn như Champions League, Europa League, U17 Euro, AFC Champions League, hạng nhất Anh, Copa Sudamericana và các giải đấu quốc nội khác.